hiện nay càng khó rồi muốn học phật không dễ lúc đó chúng tôi học phật còn có những thầy giỏi tại gia thì như tiên sinh phương đông mỹ lão cư sĩ lý bình nam là bậc thông gia quý ngài thật sự làm với những điều trong kinh luận đã nói quý ngài thực hiện được trong đời sống thực hiện trong công việc quý ngài áp dụng được thực sự là pháp hỷ sung mãn giống như khổng tử nói trong luận ngữ học mà thường thực hành không phải là vui lắm sao thế nhưng có không ít người xuất gia không thật sự học đạo họ không học kinh lấy pháp hội kinh sám phật sự làm chính đem việc xuất gia làm như một ngành nghề pháp sư huyền quẩn là người xưa không phải người hiện đại người hiện đại xuất gia tạo ác cũng rất dễ không khó dù tại gia hay xuất gia đều tạo nghiệp nhiều người nghiên cứu có thâm nhập kinh giáo không nhiều có tỷ phụng hành y giáo phụng hành là người thật sự tu hành tu hành hành là hành vi tu là sửa đem hành vi sai trái sửa đổi trở lại gọi là tu hành đó là cách nói hai chữ này tiêu chuẩn của tu hành chính là kinh luận nếu tương ưng với kinh luận thì đó là hành vi chính xác là hành vi tốt hành vi của phật bồ tát nếu trái ngược lại thì đó là hành vi phạm phu là tạo nghiệp trong sáu đường luân hồi nghiệp có thiện có ác nghiệp thiện thì đời sau đến ba đường thiện nghiệp ác thì đời sau sanh ba đường ác tu sửa hành vi hành vi có ba loại lớn khởi tâm động niệm là ý nghiệp. Ý nghĩ đang tạo nghiệp đó là khởi tâm động niệm. Ngôn ngữ là khẩu nghiệp. Động tác của thân thể là thân nghiệp. Hành vi dù nhiều nhưng toàn bộ không đã cõi phạm vi ba điều. Thân, khẩu, ý. những điều được nói trong kinh điển chính là giúp cho chúng ta sửa sai. Bởi hành vi chúng ta đã phạm sai lầm. Rõ ràng nhất. Vừa vào cửa Phật thì quý vị tiếp xúc được giới, tam quy y, ngũ giới, thập thiện. Đây là những điều cần phải thọ, lúc xuất gia thì thọ với sa di với tỳ kheo với bồ tát trong năm giới gồm có không sát sanh không trộm cướp không tà dâm không uống rượu không giọng ngữ đây là năm giới rất đơn giản hoàn toàn tương đồng với ngũ thường mà truyền thống nước ta đã nói đến gốc của văn hóa truyền thống nước ta là luân lý là đạo đức luân lý là đạo ngũ thường là đức đạo là tự nhiên là quy luật của thiên nhiên không phải do con người làm ra không có người nào đó sáng tạo phát minh ra cả phụ tử hữu thân sự thương yêu của cha con là bẩm sinh không phải ai phát minh không phải ai quy định mà là tự nhiên cha mẹ đối với con cái con cái đối với cha mẹ đó là thuộc về đạo gọi là luân thường đại đạo quân thần hữu nghĩa quân thì hiện nay gọi là lãnh đạo thần là bị lãnh đạo lãnh đạo và bị lãnh đạo phải có nghĩa. Nghĩa đó là gì? Nghĩa là lý trí. Nghĩa là lệ phép lễ độ. Phu phụ hữu biệt. Nam nữ kết thành vợ chồng. đi là việc thiên nhiên, không phải ai đó quy định phát minh không phải vậy trượng ấu hữu tự bằng hữu hữu tính nên nhân nghĩa lễ trí tính năm chữ đó là đức thuận theo thiên nhiên không thể trái ngược với thiên nhiên nếu trái ngược với thiên nhiên thì tai nạn sẽ liền đến thuận theo thiên nhiên vì thì mưa thuận gió hòa cho nên đức là đạo thuận theo tự nhiên đây gọi là đức ngũ thường là đức gồm nhân nghĩa lệ trí tính nhân thì không sát sanh hợp với nhà phật nhân là nhân ái nhân từ Người nhân không sát sanh Người nghĩa không trộm cướp Người lễ không tà dâm Người trí không uống rượu Không uống rượu là trí Không giọng ngữ là tính Là xưa nay nói lời thật với người Không có dối gạt người Vì vậy ngũ thường và năm giới nhà Phật nói hoàn toàn tương đồng. Lại mở rộng ra chính là thập thiện. Thập thiện là ngũ giới mở rộng thêm. Nói viên mãn hơn. Tại sao vậy? Bởi dễ tạo nghiệp nhất là khẩu. Cho nên khẩu phải thêm một điều thân không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, khẩu, không giọng ngữ, không lượng thiệt. Lượng thiệt là khiêu khích thị phi. Không ị ngữ, ý ngữ là hoa ngôn xạo ngữ, gạt người, không ác khẩu, ác khẩu là nói chuyện thô lỗ, khiến cho người nghe khó chịu. Khẩu có bốn điều. Ý thì không tham, không sân, không si, đi gọi là thiện nghiệp. Học Phật thì đi là Pháp căn bản, nhất định phải tu. Người người đều có thể giữ vững tam quy ngũ giới thập thiện, thì ai ai cũng đều là người tốt. Tam quy là ba nguyên tắc chỉ đạo cao nhất quy y phật phật là ý giác ngộ giác mà không mê quy y thế nào chúng ta từ mê quay đầu lại nương tựa giác ngộ đó gọi là quy y phật thế nào gọi là quy y pháp pháp là chánh tri chánh kiến chúng ta từ kiến giải sai lầm tư tưởng lệch lạc quay đầu lại y theo kiến giải tư tưởng chính xác điều này tìm ở đâu ở kinh điển thì đúng rồi kinh điển của thánh hiền đều là chánh tri chánh kiến đọc nhiều sách thánh hiền thì quý vị sáng suốt thôi quy y tăng tăng là người xuất gia người xuất gia thực sự có tu hành có đạo đức có học vấn Chúng ta đối với những điều trong kinh giáo mà không hiểu thì tịnh giáo quý Ngài. Quý Ngài là giáo viên chỉ đạo cho chúng ta. Ý nghĩa này hiện nay loạn rồi, loạn cả một thể. Cho nên chúng ta xem thấy trong đạn kinh. Lục tổ đại sư Huệ Năng Tại sư Huệ Năng giảng tam quy y thì Ngài không giảng quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Ngài giảng thế nào? Ngài nói quy y giác, quy y chánh, quy y tịnh. Tiếp theo là giải thích cho quý vị. Phật là giác vậy, Pháp là chánh vậy, Tăng là tịnh vậy. Phật là người giác ngộ, chúng ta phải học giới phật pháp là chánh thi chánh kiến chính là kinh điển những điều được nói trong kinh điển đều là chánh pháp không lệch không tà người xuất gia đều là tâm địa thanh tịnh giới luật đều giữ rất tốt kinh giáo cũng học được không tệ chúng ta học kinh giáo có khó khăn thì đi thịnh giáo quý ngài đó là tam quy y hiện nay tam quy y chỉ là niệm suông không có thực hiện giảng văn hóa truyền thống giảng ngũ luân ngũ thường tứ duy bát đức cũng chỉ là nói mà thôi không làm được không làm được thì không được Vậy thì làm sao mà đạt được Bất diệt duyệt hồ Phải thật làm Cho nên học Sau khi học rồi quan trọng nhất là tập Học di thời tập chi Thời là thường xuyên không được gián đoạn Mọi lúc mọi nơi Quý vị phải làm được Phải thật làm được như vậy mới đạt được pháp hỷ thân tâm thanh tịnh thật khoái lạc thật tự tại là ý nghĩa như vậy trong kinh phật nói với chúng ta tội nghiệp của địa ngục là ngũ nghịch thập ác ngũ nghịch ở đây gồm thứ nhất là giết cha thứ hai là giết mẹ thứ ba là giết a la hán a la hán là thầy phải biết điều này trước là cha mẹ sau là thầy nên Tội giết thầy thì ngang với tội giết A La Hán. Ân đức của thầy lớn, thân mạng chúng ta có được bởi do cha mẹ, hồi mạng có được bởi do thầy. Nên đối với cha mẹ phải hiếu, đối với thầy phải kính. Hiếu kính là gốc rễ của văn hóa truyền thống nước ta. Không hiếu, không kính thì xong rồi không còn cách nào nữa khẳng định đó là người ác giả lại không quay đầu được không sám hối được Mười niệm được giảng sanh. Dù ngũ nghịch thập ác, ngũ nghịch còn có hai điều là làm thân Phật ra máu. Phước báo của Phật lớn, muốn hại Phật cũng không được nhưng khiến cho phật bị thương chảy một chút máu thì được đã có trường hợp như vậy bởi thần hộ pháp của phật nhiều việc này là đại bất kính vì phật là thánh nhân điều cuối cùng là phá hòa hợp tăng trong năm điều này thì phá hòa hợp tăng là nghiêm trọng nhất vì phá hoại tăng đoàn khiến đoạn mất pháp thân huệ mạng người khác nên đạo lý này phải hiểu hiện nay ngũ nghịch thập ác thật có thập ác chính là trái ngược với thập thiện gồm sát sanh trộm cướp tà dâm là ba loại ác của thân, giọng ngữ lượng thiệt, ý ngữ ác khẩu là bốn loại ác của miệng. Ý thì tham sân si, hợp tất cả lại là thập ác, ngũ nghiệp thập ác là tội nghiệp nặng nhất của địa ngục vô gián. người hiện nay phạm nhiều người không phạm rất ít đại khái phạm nhiều nhất là tà dâm và phá thai điều này thật quá đáng sợ phá thai là giết người mà lại là giết con cái của chính mình trong kinh đại thừa phật nói cha mẹ có bốn loài duyên phận với con cái nếu không có duyên thì sẽ không vào nhà quý vị bốn duyên đó là đền ơn báo oán đòi nợ trả nợ nếu chúng đến vì đền ơn mà quý vị đem chúng giết đi thì ơn biến thành thù nếu chúng đến để báo thù mà quý vị đem chúng giết đi thì thù này càng ngày càng sâu. Lần sau gặp lại càng nguy hiểm hơn. Nếu chúng đến để đòi nợ quý vị không những dẫn nợ chúng mà thiếu chúng thêm mạng nữa. Nếu chúng đến trả nợ vốn là việc tốt đến để trả nợ mà quý vị đem chúng giết đi Đó thật gọi là oán sâu như biển hận khó dơi. Quả báo sẽ là đời đời kiếp kiếp không ngừng không dứt. Quý vị nói đi, đáng sợ tới chừng nào. Nên không thể không biết điều này.